Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh mình Minh Trân học hỏi và sáng tạo nha. Mình qua có đăng clip là mình lập cái máy chống thấm của cái ô quăng nè. Thì cũng có bạn kêu mình kề mái tôn vô ốp sát tường để chống giọt cái bìa tường. Thì mình có lập xong mình quay lại mình đóng luôn, nhưng bữa đó quá trời nắng đi nhưng mình không có quay lại nha cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái bìa này, cái bìa ốp sát tường để chống giọt á. Thì mình lập mái tôn như vậy thì cái đầu tôn, mí tôn mình sẽ vô sát tường và mí đầu trên cũng vậy luôn. Thì mình dùng tôn này là tôn mỏng nha. Thì mình lập ở đây là tôn 5.7 nè, nó rất là dày. Thì mình mua thêm một cái tôn lạnh, tôn này thì không xét ngang của chú anh chị. Thì mình sẽ mua cái loại mà 3 gem. Là mình sẽ đóng cái bìa, dùng đinh thép đóng cái bìa đó, như mình đã đóng đây ngang cô chú đó, đóng bìa vòng qua đó luôn đó. Dài là tới đằng trước luôn nha. Đó, dài đó. Thì mình đóng đinh vô trong đó. Thì mình cũng bắt ốc xuống dưới cái, ở dưới cái đòn tay dưới luôn nè. Đây nè, đây, mình sẽ bắt ốc xuống đòn tay luôn. Thì nó sẽ giữ cái tôn tôn và cái đinh mình đóng trong này cũng không bao giờ vụt ra nha. Ví dụ như mưa mà có độ đàn hồi á, thì miếng tôn mình có độ cong nè, nó sẽ nhịp lên nhịp xuống là cũng không bao giờ xước cái đường này. Thì cái này thì mình làm đơn giản cho những cô chú anh chị nào các bạn á, thì có làm cho nó dễ làm nha. Thì nói chung đây mình cũng là chia sẻ về cách thức để mà làm nó hữu ích cho gia đình và các bạn, cũng như là bên xây dựng ngang cô chú anh chị. Thì những cái này á, thì mình làm những cái cần thiết là đơn giản nha, mình làm rất là đơn giản để cho cô chú anh chị và các bạn dễ hiểu. Thì có những cái thì khi lập mái tôn này thì có những anh thợ mình cắt tường trong này đó, thì cắt tường cũng đúc miếng tôn này vô thì bắn keo lại thì nó cũng ok nha. Nhưng mình làm như vậy thì nó hơi cực, thì mình để mình đóng miếng tôn vậy cho nó dễ nha. Nó dễ cho các anh chị để khỏi cần máy cắt gì hết. Chỉ ốc bắn tôn rồi đinh đó, rồi kéo là mình cắt được tấm tôn này. Thì những cái qua những cái cột như vậy thì mình cũng bắn như vậy luôn cho cô chú anh chị và các bạn xem luôn đó. Nó cũng rất đơn giản. Khi mình dùng keo này là keo silicon Abalo A300, loại mà trắng trong chứ không phải là trắng trắng sữa nha, là trắng trong hết. Đây là trắng trong. Đây, những cái đầu ốc này là mình chắc keo, những cái đầu đinh này mình chắc keo luôn nha cô chú anh chị. Thì trước khi mình đóng miếng tôn này thì cái tường mình thì sơn rồi nha. Là mình đã đóng miếng tôn này. Còn nếu mà chưa sơn thì cũng vẫn được, nhưng mà cái tường này là sơn rồi thì mình chia sẻ cho cô chú anh chị là biết là cái tường này mình sơn rồi, mình đóng vô thôi. Tại vì cái nhà này thì nhà cũ mình làm lại nha. Đó, làm lại. Thì làm đây những cho các bạn mà chưa hiểu, chưa biết về cách thức để mà mình đóng ốp tôn cặp mấy tường nha. Thì xem video của mình làm theo. Còn những anh em nào mà biết rồi thì xem video ủng hộ mình và có những cái kinh nghiệm thì chia sẻ bình luận bên dưới để cho mình học hỏi lên kinh nghiệm nha. Mình chân thành cảm ơn rất là nhiều. Rồi thì mình chia sẻ này. Rồi, qua đây mình sẽ quay tiếp bên đây luôn cho cô chú anh chị xem. Thì ở đây là một cái móng xối nè. Cái móng xối này là bằng bê tông, nhưng mà nó cũ. Không hiểu lý do làm sao thì cũng thợ cũng ghém cá hết. Rồi cán móng xối nó có độ dốc luôn. Đây, độ dốc là tới bên đây, tới đằng kia luôn. Đó. Độ dốc. Nhưng mà mưa thì nó vẫn nhiễu nước xuống. Thì nhiệt đối những cái nhà cũ như vậy thì nó có cái cách mà xử lý rất là hiệu quả luôn, an toàn luôn nha cô chú anh chị. Thì một chút xíu nữa mình làm cái này xong rồi mình sẽ quay lại rồi mình sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem mình làm như thế nào để mà mình làm cho nó đơn giản và hiệu quả nhất nha. Có thể là mình xài chừng nào mà cái tôn này hư là cái đó nó mới hư nha cô chú anh chị.
cái tên mà lợp má trên đằng sau nè, tên lạnh nè, chừng lạnh hư thì cái này mình chống thấm cái này nó sẽ hư. Rồi mình tạm ngưng máy chút xíu nha. Rồi thì mình đã ốp xong cái máng 6.000 của chú anh chị các bạn. Thì làm như vậy thì nó đảm bảo luôn nha, khỏi cần sợ nứt gì đó. Tôn từ đầu này tới nó tới đầu kia luôn, liền ở đây đó, mình vẫn như một cái máng xối luôn nè. Rồi một lát nữa mình lạp tôn này lại, tại vì mình mắc dở tôn ra, đừng đóng đóng đinh vô cái mí tôn này, vô cái đòn tay này, đóng đinh vô tới đòn tay rồi mình mới bẻ cong xuống được nha. Rồi sau đó mình đóng đinh vô cặp mái tường, đinh thép vô mái tường xong rồi mình mới dán keo đó. Rồi ở chỗ này nữa mình đăng cái chống thấm lên đây nha, đăng cái bề mặt này chùm lên trên này luôn là nó không có thấm xuống được cái máng xối nữa. Thì giờ mình làm cách này là hết hết cách rồi. Rồi mình tạm ngưng máy luôn nha. Rồi thì sớm giờ mình đã lập lại cái máy nhà của chú anh chị và các bạn. Thì cái móng xối như vậy thì mình đã xử lý xong, thì như vậy là quá ok luôn nha cô chú. Là thì cái này mình chia sẻ kinh nghiệm cho những cô chú anh chị và các bạn tại nhà. Thì mình móng xối mình đổ lúc trước đổ bằng bê tông á, thì nó bị nứt, rỉnh nước chảy, thì mình không nên mình cán hồ lại nha. Thì dù cho cán hồ lại như chăng nữa nó cũng rạn nứt. Với hai nữa rồi mình tốn tiền chống thấm nữa, thay vì mình tốn một lần một tấm tôn kẽm nha, tấm tôn lạnh 4,5 hoặc là 5 gram gì đó, thì dày quá thì mình bẻ không nổi, nhưng mà cũng phải vừa phải, mình phải bẻ cong được cái máng dưới nha. Thì như vậy thì bảo đảm thì cái tôn ở trên này mục thì móng cái tôn móng xối này nó sẽ mục chứ không có mà mau đâu nha cô chú, nó rất là bền, thời gian còn lâu. Thì mình chia sẻ kinh nghiệm của mình, biết nhiêu chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn bấy nhiêu. Thì mong cô chú anh chị và các bạn xem video của mình thấy có hay hữu ích, nhớ trên một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Rồi thì mình cũng khép lại cái video này, rồi mình cũng hẹn lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Rồi ok, bye bye.